Xin chào các bạn. Các bạn sinh năm 2006 vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ một tháng ngắn nữa thôi, các bạn sẽ trở thành các tân sinh viên và bắt đầu một hành trình mới đầy thách thức nhưng cũng vô cùng ý nghĩa mang tên trường đại học. Các bạn sẽ phải chọn trường, chọn ngành phù hợp với nguyện vọng cũng như là khả năng của bản thân. Một trong số những lĩnh vực được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm và theo đuổi trong những năm vừa qua chính là AI. Trong video này, mình xin chia sẻ với các bạn lộ trình để giúp cho các bạn tân sinh viên có thể học AI hay nói rộng hơn là học những cái lĩnh vực có liên quan đến AI một cách bài bản và hiệu quả nhất. Bước đầu tiên các bạn nên tìm hiểu là liệu mình có nên hay là có phù hợp để học AI hay không. Một vài những cái điểm sau sẽ là những cái lợi thế nhất định giúp cho các bạn có thể học AI một cách suôn sẻ. Yếu tố đầu tiên là bạn không sợ toán. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. AI là một trong số những cái mảng con khó nhất của computer science hay là khoa học máy tính. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta sẽ quen gọi về cái tên là công nghệ thông tin hơn. Cũng giống như hầu hết các ngành con khác của công nghệ thông tin thì để có thể học cũng như là hiểu được cách thức mà các mô hình AI hoạt động, các bạn sẽ cần phải nắm rất chắc các kiến thức toán ở một vài những cái mảng nhất định cụ thể làm mảng gì thì mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau mình thấy có rất nhiều người thường hay nói rằng để học được ai thì các bạn phải học được toán hay là các bạn phải học giỏi toán tuy nhiên theo góc nhìn của cá nhân mình thì được hay là giỏi nó là những cái tính từ mang tính chất tương đối thường được đánh giá dựa theo điểm số và nó không thực sự phản ánh chính xác khả năng của mỗi người với mình việc các bạn không cảm thấy sợ hay ngại khi học toán mới là thước đo chân thực nhất phản ánh khả năng học cũng như là tiếp thu kiến thức toán của các bạn tại vì chỉ khi nào các bạn học được các bạn tiếp thu được thì các bạn mới không sợ Điểm cộng thứ hai đó là các bạn thầy hứng thú với lập trình. Hầu hết các mảng con trong công thông tin đều yêu cầu người học cần phải lập trình ở một mức độ nhất định và AI thì không phải là ngoại lệ. Không tính những khoa học AI ngắn hạn hướng đến dạy người dùng cách để sử dụng các tool hay các chatbot AI thì tất cả các chương trình đào tạo về AI dù là ngắn hạn hay là dài hạn, dù là của các trung tâm bên ngoài hay là của các trường đại học đều sẽ có một thứ lượng nhất định là về lập trình. Chủ yếu lập trình Python cũng như là các cái framework về data science, machine learning cũng như là deep learning. Nếu các bạn thấy hứng thú với lập trình, có thể là thông qua môn tin học các bạn đã được học ở cấp 3 hay là thông qua những khoa học lập trình các bạn học ở bên ngoài thì đây là một điểm cộng có thể sẽ giúp cho các bạn học IT nói chung cũng như là AI nói riêng một cách thuận lợi hơn. Ở đây mình nhấn mạnh từ có thể tại vì thích lập trình không phải là sự đảm bảo 100% rằng các bạn sẽ học được AI. Dù sao thì học gì thì học, nếu các bạn học thứ mà các bạn không thích, không có hứng thú thì rất khó để có thể học một cách hiệu quả. Ở năm thứ nhất, các bạn sẽ cần học những kiến thức nền tảng một khi các bạn đã xây dựng được cho mình một cái nền tảng vững chắc rồi thì quá trình các bạn học các bạn thông tin nói chung cũng như là e nói riêng sau này sẽ trở nên đơn giản và suôn sẻ hơn rất nhiều các bạn trong năm 1 sẽ cần học những kiến thức toán cơ bản và lập trình cơ bản cụ thể với toán cơ bản hay còn được gọi là toán đại cương các bạn sẽ được học những kiến thức về đại số tuyến tính giải tích sơ xuất và thống kê hãy cố gắng học nghiêm túc để hiểu bản chất thay vì chỉ học đối phó để qua môn vì cách thức mà các mô hình ai được xây dựng cách thức mà các mô hình ai tương tác với rượu đổ vào cách thức mà các mô hình AI được tối ưu hóa và cách thức mà các mô hình AI đưa ra dự đoán tất cả đều được xây dựng nên từ những cái kiến thức từ những cái môn toán mình vừa kể trên dù rằng sau này khi đi làm phần lớn thời gian chúng ta sẽ sử dụng các cái thư viện được xây dựng sẵn để có thể gọi ra và sử dụng các cái mô hình AI thay vì phải xây dựng mọi thứ từ đầu tuy nhiên nếu các bạn hiểu được bản chất và cách thức mà các mô hình AI hoạt động các bạn sẽ là những kỹ sư AI những người có khả năng cải thiện cũng như là điều chỉnh các cái mô hình sao cho nó phù hợp với những cái bài toán thực tế còn ngược lại các bạn sẽ chỉ là những thợ cốt mà thôi. Tiếp theo là về lập trình cơ bản. Không chỉ AI mà hầu hết bất kỳ một cái mảng con nào khác của công nghệ thông tin. Nếu các bạn muốn theo đuổi thì các bạn sẽ ít nhiều phải lập trình. Thường thì chúng ta sẽ bắt đầu học lập trình với một trong ba ngôn ngữ sau: C++, Java hoặc là Python. Mỗi một ngôn ngữ sẽ có những cái điểm mạnh cũng như những điểm yếu riêng. Với đánh giá cá nhân của mình, mặc dù Python là ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trong AI nhưng nếu mà các bạn đang học AI trên các trường đại học Nơi mà các bạn không có cái áp lực là phải học càng nhanh càng sớm thì càng tốt Không có cái áp lực phải học nhanh nhanh chóng chóng để còn đi xin việc Thì các bạn nên bắt đầu với C cộng cộng Thì đây là ngôn ngữ sẽ giúp cho các bạn có thể đào sâu vào những cái topic vô cùng quan trọng Như lập trình hướng đối tượng hay là quản lý bộ nhớ Ngược lại với các bạn học những cái khoa học AI ở các trung tâm bên ngoài với thời lượng đào tạo ngắn hơn rất nhiều so với những chương trình đào tạo chính quy ở trên các trường đại học thì Python, ngôn ngữ lập trình bậc cao sẽ sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều vì nó sẽ giúp cho các bạn học đơn giản hơn và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Các bạn đã học những thứ khó rồi thì sau này khi mà các bạn học những thứ dễ, nó sẽ rất là đơn giản, nhưng ngược lại thì không phải như vậy. Các bạn đã học những cái ngữ lập trình khó như C++ cộng cộng rồi thì sau này khi mà các bạn làm quen với Python, nó sẽ rất là đơn giản. Tuy nhiên, ngược lại các bạn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Cách đây một thời gian, mình có làm một video về chủ đề Hay học IT trước AI Có một lỗi cơ bản mà rất nhiều bạn trẻ mắc phải khi học AI, đó là nhảy thẳng vào học AI luôn trong khi chưa có những kiến thức nền tảng cần thiết của công nghệ thông tin. Điều này sẽ đem một cái hệ quả, đó là sau này khi bạn học lên cao, đào sâu vào những cái topic chuyên sâu của AI, các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì các bạn thiếu kiến thức nền tảng. Nếu coi các kiến thức về AI là các tầng của một căn nhà thì các kiến thức nền tảng cơ bản của công nghệ thông tin chính là cái móng nhà của căn nhà đó. Một móng nhà chắc chắn sẽ giúp cho các bạn có thể xây dựng một căn nhà có nhiều tầng vững chắc ba môn học cơ sở ngành sau mình đánh giá là vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn sau này có thể theo đuổi lĩnh vực AI. Đầu tiên là môn lập trình hướng đối tượng. Đây là môn học vô cùng quan trọng, bất kể các bạn học AI hay là bất kỳ một cái nhánh con nào khác của công nghệ thông tin. Sau này khi bạn đi làm thì tất cả các cái project các bạn sẽ làm dù to hay là nhỏ sẽ đều được thiết kế theo hướng lập trình hướng đối tượng thay vì lập trình hướng cấu trúc như các bạn học ở cấp 3. Hầu hết các thư viện về AI, data science và machine learning các bạn sẽ sử dụng sau này cũng đều được thiết kế như vậy. Đây không phải là môn học mà các bạn nên học mà là môn học mà các bạn bắt buộc phải học. Môn học thứ hai là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đây có thể được coi là môn học signature của sinh viên công nghệ thông tin. Môn học này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những cái cấu trúc dữ liệu phổ biến cũng như những cái thuật toán quan trọng để sau này giúp cho các bạn có thể tối ưu các cái chương trình của các bạn. Một lập trình viên là một người viết được code, còn một lập trình viên giỏi là một người tối ưu hóa được code. Hơn nữa trong môn học này, các bạn cũng sẽ được học về độ phức tạp của thuật toán, thứ mà giúp cho các bạn có thể dựa vào để đánh giá xem một thuật toán nó có hiệu quả hay không dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau. Cuối cùng là cơ sở dữ liệu. Theo cá nhân mình thì môn học này nó dễ hơn hai môn học trên tuy nhiên về tầm quan trọng thì nó không hề kém cạnh một chút nào môn học này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu về cách để các bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu cũng như là cách để các bạn có thể truy vấn và tìm những cái dữ liệu cần thiết đây là một môn học vô cùng quan trọng cho những bạn nào mà có định hướng sau này trở thành một data scientist hay là một data engineer bên cạnh ba môn học mình vừa kể ở trên tất nhiên vẫn còn rất là nhiều những môn cơ sở ngành khác vô cùng quan trọng ví dụ như là hệ điều hành hay là kiến trúc máy tính các bạn tin mình đi nếu các bạn học những môn này một cách nghiêm túc thì sau này các bạn học AI sẽ rất là nhàn. Các bạn đừng nóng lòng học AI mà bỏ qua những cái môn học vô cùng quan trọng này. Và một có một cái điều nữa các bạn cần chú ý này, kể cả sau này khi mà các bạn đi làm, các bạn là một kỹ sư AI thì cái thời lượng thực sự mà mỗi ngày các bạn làm việc với AI ấy, nó chỉ chiếm khoảng 30 đến 35% tổng thời mà thôi. Còn 60 năm đến 70% còn lại, các bạn sẽ cần phải dụng những cái kiến thức của những môn học khác để các bạn có thể hoàn thành công việc. Đồng thời, ở năm thứ hai này, các bạn cũng nên bắt đầu làm quen với những cái thư viện Python hay được sử dụng trong AI, Data Science, Machine Learning. Ví dụ như là NumPy, thư viện để giúp các bạn có thể làm việc với mảng đa chiều một cách hiệu quả hay là pandas thư viện để giúp cho các bạn có thể làm việc với dữ liệu dạng bảng hoặc là matplotlib thư viện giúp cho con dữ liệu những thư viện này sẽ là tiền đề quan trọng để đến năm thứ ba các bạn có thể học chuyên sâu về ai data science machine learning cũng như là deep learning ở năm thứ ba các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu về ai data science machine learning cũng như là deep learning đây có thể coi là năm học quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình học của ai của các bạn sau khi đã trang bị những kiến thức nền tảng cần thiết ở năm 1 và năm 2 thì đến năm 3 các bạn đã có thể bắt đầu học về AI. Nói qua một chút dành cho những bạn nào chưa biết thì AI nó là cái lĩnh vực lớn và ở bên trong nó thì machine learning nó là một cái lĩnh vực con và ở bên trong machine learning thì deep learning nó là một cái lĩnh vực con nữa. Các bạn sẽ bắt đầu học các khái niệm cơ bản về machine learning bao gồm các thuật toán như là linear regression hay là logistic regression, decision tree hay là support vector machine. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ bắt đầu làm quen và sử dụng scikit-learn thư viện Machine Learning được sử dụng vô cùng rộng rãi mà bất kỳ ai học về Machine Learning cũng cần phải biết. Scikit-learn sẽ giúp cho việc xây dựng, huấn luyện cũng như là đánh giá các mô hình Machine Learning trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng. Một định hướng nghề nghiệp mà rất nhiều bạn học AI chọn theo đuổi đó là sau này trở thành một Data Scientist. Do đó thì ở năm 3 này các bạn cũng nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về Data Science bao gồm là thu thập, xử lý cũng như là trực quan hóa dữ liệu sau khi đã nắm được những cái kiến thức về machine learning cũng như là đã thực hành xây dựng những cái mô hình dự đoán với scikit Learn thì các bạn sẽ tiếp tục học lên deep learning mà con quan trọng nhất của machine learning. Các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu về neural network rồi convolutional neural network cũng như là những cái layer cấu thành nên những cái mạng này. Đồng thời, các bạn cũng sẽ chọn một trong số những cái framework về deep learning để thực hành. Có 3 sự lựa chọn phổ biến nhất về framework cho deep learning đó là Keras, TensorFlow và PyTorch. Đối với cá nhân mình thì PyTorch là sự lựa chọn phù hợp nhất tại vì nó vừa có cộng đồng người sử dụng khá là lớn cũng như là khá là dễ dàng để có thể học và áp dụng với những cái bài toán khác nhau bản thân mình trong suốt những quãng thời gian qua làm về ai cũng như data science mình cũng chủ yếu sử dụng framework này ở năm ba này các bạn cũng nên bắt đầu tìm hiểu và đọc những cái research paper về ai mà chủ yếu là về deep learning ai là một lĩnh vực phát triển rất nhanh và thông thường thì các cái chương trình đào tạo chính quy không phải lúc nào cũng kịp cập nhật để có thể bắt kịp với những cái thành tựu mới nhất của ai có khả năng chủ động tìm cũng như là đọc những cái paper là chìa khóa giúp cho các bạn có những cái lợi thế để làm những cái project ở trên trường cũng như là đi xin việc sau này. Trước khi tiếp tục nội dung chính của video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái dự định trong thời gian tới của bọn mình. Nếu các bạn đang quan tâm, đang tìm hiểu về các cái khoa học online, về AI, data science, machine learning thì các bạn có thể ở lại để nghe tiếp phần này. Còn không thì các bạn có thể skip các bạn nhảy sang phần tiếp theo thì mình sẽ nói tiếp. Đầu tiên là khóa Python và AI cơ bản được thiết kế để hướng đến những bạn trái ngành, những bạn chưa từng tiếp xúc với lập trình hay là IT bao giờ. Trong khóa học này, các bạn sẽ được dạy những cái kiến thức cơ bản về lập trình Python. Các bạn cũng sẽ được làm quen với những cái thư viện Python hay được sử dụng trong lĩnh vực data science, machine learning. Đồng thời, các bạn cũng sẽ được chia sẻ về những cái ứng dụng của AI trong những cái lĩnh vực trong cuộc sống thực tế. Khóa học thứ hai mà mình sẽ khai giảng trong thời gian tới là khóa học chủ chốt mà bọn mình mở nhiều lớp nhất từ trước cho giờ, đó là khóa data science và machine learning nâng cao. Khóa này hướng đến các bạn đang học hoặc đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc những bạn đã có kinh nghiệm về lập trình rồi. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ những kiến thức các bạn cần biết về data science và machine learning. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về hai cái nhánh ứng dụng chính của AI, đó là xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm việc với private dataset mà mình lấy ra từ công ty cũ của mình làm về lĩnh vực tuyển dụng để các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa public dataset mà các bạn có thể dễ dàng download trên mạng với những private dataset mà các bạn sẽ chỉ có thể được tiếp xúc khi các bạn sau này các bạn đi làm ở các công ty. Khóa học tiếp theo là khóa Deep Learning for Computer Vision cơ bản. Khóa học này hướng đến những bạn đã có kiến thức cơ bản về machine learning và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu lên về deep learning. Deep learning for computer vision cũng là cái hướng đi mà mình chọn trong quá trình học thạc sĩ tại Đại học Kỹ thuật Munich và đây cũng là cái nhánh mà mình làm việc trong suốt hơn 4 năm qua. Trong khoa học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất mà các bạn cần biết về deep learning, bao gồm là neural network, convolutional neural network và những cái layer đứng sau những cái kiến trúc này. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái mô hình CNN phổ biến nhất từ trước cho đến nay cũng như là bài toán image classification. Bài toán có thể nói là cơ bản nhất trong mảng thị giác máy tính. Khóa học tiếp theo là khóa deep learning for computer vision nâng cao. Khóa học này hướng đến những bạn đã hoàn thành khóa cơ bản và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu về những topic nâng cao như là object detection, image segmentation, GAN hay là OCIA. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu và học cách sử dụng Docker công cụ không thể thiếu nếu các bạn muốn đi làm sau này không những trong mảng AI mà trong bất kỳ một cái nhánh con nào khác của công nghệ thông tin. Và cuối cùng, để bổ trợ cho những bạn nào muốn theo đuổi mảng AI Data Science Machine Learning nhưng còn bị yếu về kiến thức toán thì mình sẽ tiếp tục khai giảng khóa học toán dành cho AI. Trong khoa học này, các bạn sẽ được học về bốn cái mảng toán chính cần thiết dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi AI Data Science Machine Learning bao gồm là xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và giải tích trong quá trình học thay vì chỉ học những kiến thức lý thuyết cũng như là làm những cái bài tập khô khan thì mình cũng sẽ nói cho các bạn biết là những kiến thức này sau này các bạn sẽ được áp dụng như thế nào trong quá trình học hay là làm về AI, Data Science, Machine Learning. Nếu các bạn quan tâm hay có bất kỳ một thắc mắc gì về bất kỳ một khoa học nào của mình, các bạn có thể liên lạc với mình thông qua số Zalo như các bạn có thể nhìn trên hình. Như mình vừa mới nói ở phần trên, Deep Learning là một con quan trọng và nổi bật nhất của AI. Do đó thì ở năm thứ 4, các bạn sẽ đi vào tìm hiểu chuyên sâu về Deep Learning có hai mảng ứng dụng lớn nhất của deep learning nói riêng cũng như là ai nói chung đó là xử lý ngôn ngữ tự nhiên natural language processing và thị giác máy tính computer vision các bạn nên lựa chọn một trong hai cái hướng đi này tùy thuộc theo vào cái sở thích cá nhân của các bạn các bạn cũng nên đi thực tập để có thể tích lũy được những kinh nghiệm thực tế nếu các bạn định hướng sau này đi làm ở bên ngoài thì thực tập ở những công ty công nghệ sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt còn nếu các bạn có định hướng sau này đi lên nghiên cứu thì thực tập ở những cái viện nghiên cứu sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn Tuy nhiên thì hiện tại thì các bạn biết là AI nó rất là cạnh tranh, cho thì cơ hội nào nó cũng quý cả. Đây cũng là năm mà các bạn xem đồ án tốt nghiệp. Đồ án sẽ là thứ mà nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào khi mà các bạn đi xin việc sau khi tốt nghiệp. Nên nếu các bạn đã xác định là sau này sẽ đi làm ở các công ty thay vì đi theo hướng nghiên cứu thì các bạn nên chọn một đề tài về AI có tính ứng dụng thực tiễn, giải quyết được một bài toán nào đó trong thực tế. AI là một lĩnh vực vô cùng khó, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại cũng như là quyết tâm cao độ trong suốt quá trình theo đuổi một lộ trình bài bản khoa học sẽ giúp cho quá trình các bạn theo đuổi AI trở nên dễ dàng và sẻ hơn rất nhiều. Mình hy vọng video này của mình hữu ích cho các bạn, đặc biệt là những bạn tân sinh viên. Mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi của mình. Mình xin hẹn gặp các bạn ở những video sau.